Chào các bác nhá, hôm nay thì em lại quay cái lọ thuốc diệt kiến, diệt sán cho các bác đây. Em quay sát cho các bác xem. Hôm nay em về được mấy nghìn lọ nhá, thì em quay cho các bác này. Cái lọ này, cái thành phần như các bác nhìn đây là cái, nó có hóa chất sinh học này, mật mía này, hương phấn hoa và các cái phụ gia. Đó, để thứ nhất là thu hút kiến gián đến và ăn. Ăn sau đó thì nó trong này còn quá chất cho nên là nó sẽ chết. Và nó chết thì nó sẽ đây, cái cách dùng này, các bác nhìn thế này, cách dùng là lắc đều cái lọ này lên, sau đấy là giỏ vào cái đường đi của gián của kiến để cho chúng nó ăn vào và chúng nó sẽ chết, và chúng nó sẽ có nghĩa là chạy về tổ và những cái con khác lại ăn cái cơ thể của nó và nó sẽ chết lan truyền, là chết gọi là cả tổ cả ổ đấy ạ. Đó, cái thuốc này thì thật ra là em bán đã rất là lâu rồi và nó nhỏ nhỏ thế này thôi nhưng nó vô cùng là hiệu quả. Và gần như là nhà nào cũng cũng có những thời gian là sẽ có kiến có gián và đều phải diệt hết, đều phải diệt, và gọi là nếu mà chỉ diệt vài con, nó bò bò nó diệt vài con đấy thì sẽ không ăn thua, và phải diệt, nếu mà diệt phải tận gốc của nó, tận gốc của nó, tận ổ của nó, hang ổ của nó thì mới hết được kiến và hết được gián các bác nhá. Đó, cái này thì mình dùng, mình nhỏ vào những cái chỗ mà có kiến có gián, rồi những cái chỗ bếp hay là những nhà vệ sinh, thậm chí là các bác nào đi ô tô mà có kiến ở trên ô tô thì mang ra diệt thì quá tuyệt vời. Đó, nhỏ nhưng có võ các bác nhá. Hàng nhà em bao xịn, bao chết hết và gọi là biến mất luôn đấy ạ. Thì em sẽ để một số cái hình ảnh lên để cho các bác xem. Hôm vừa rồi cũng có diệt đấy ạ, và những con nào ăn nhiều thì nó sẽ chết ở quanh cái chỗ mình diệt, còn những cái con nào mà nó ăn vừa vừa thì nó sẽ lảo đảo nó đi về tổ của nó, thì những con khác nó sẽ ăn những cái con bị chết đấy và nó sẽ chết lan truyền. Đây, các bác lắc lên xong rồi các bác đổ đường đi của chúng nó để chúng nó làm sao mà dễ tiếp cận cái thuốc của mình nhất. Đó, chết cực kỳ nhiều luôn các bác nhá. Nhà bác nào mà nhiều gián thì lấy nhiều nhiều giúp em. Còn kiến thì vừa vừa, bên em đang bán combo 10 lọ này. Một set của nó là 10 lọ thì đang có giá là 99.000 10 lọ và bên em xếp ship đồng giá 3.000 toàn quốc các bác nhé. Đó, bao chết cả họ hàng nhà riêng cả kiến gián luôn đấy ạ. Đó, em bán rất lâu rồi, uy tín luôn các bác nhé. Các bác đặt hàng thì inbox Zalo giúp em, hoặc là gọi điện cho em theo số điện thoại là 091 205 9497 thì em sẽ gửi hàng cho mọi người nhé. Đó, cảm ơn các bác.